không? Dạ, con chào cha, con chào toàn thể cộng đồng ạ. Và hôm nay con lên đây con làm chứng cho gì con ạ? Gì của con? Dạ, con nói chậm chậm thôi, nói chậm chậm. Dạ, thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa. Con ạ? Ừ, nói chậm chậm thôi, con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa. Tập anh chị em việc, mỗi người chịu khó nói chậm thôi. Vì khi mình lên làm chứng hoặc khi mình nói chuyện với người khác, chúng ta thấy rằng là tội xảy ra là vì ta không nghe rõ được. Mà không nghe rõ được thì dễ gây ra, không nghe rõ được dễ gây ra hiểu lầm, đúng không? Cho nên vợ chồng cũng vậy, nói chuyện với nhau tất tật mà nói thì không nghe gì hết. Và như tôi sợ nhất là mấy người mà nói trên đài ấy, chứ cái tự cho tổ chức đặc biệt nó mà chủ tất đặc biệt nói cái gì thì để nói cho người ta nghe, cái tin tức như vậy, thông báo như vậy thì nói từ từ cho người ta nghe. Tại vì mình nghe âm thanh rồi phải hiểu cái lời nói nữa, chứ không phải mình chỉ nghe cái lời, phải hiểu cái ý ở trong đó. Cho nên anh chị em hãy cố gắng. Bản thân tôi là người nói rất nhanh, tại tôi làm cái gì cũng nhanh, cái đầu tôi cái gì nó cũng nhanh. Rồi đến lúc mà tôi đi học ở bên nước ngoài, tới cái giờ mà giảng môn giảng thuyết là tôi bị phạt nhiều nhất, là vì cái tội nói nhanh. Cho nên bắt chậm lại, long chậm lại. Cô giáo mà dạy giảng thuyết, long chậm lại. Nếu không chậm lại cứ phạt. Phạt riết nói lạy Chúa tôi, 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 lạy Chúa tôi. Tên mà đây Trần Đình Long, Trần Đình Long, nói lại. Tên mà đây Trần Đình Long, nói lại. Tên mà đây Trần Đình Long. Anh chị em tập đi. Trong cuộc sống này nó vội vàng quá, cái gì cũng ào ào, cái gì cũng láo nháo, cái gì cũng xô bồ. Thôi đến giáo điểm tin mừng này, chậm lại một chút, từ từ một chút, nói chậm lại một chút. Và khi mình nói, mình phải nghe được cái âm thanh của mình, mình phải nghe được cái tiếng nói của mình. Nếu mình nói mình không nghe được tiếng của mình, không nghe được âm thanh của mình, làm sao người khác nghe được, thưa anh chị em? Cho nên đây cũng là cách mà chúng ta thể hiện tình yêu thương. Yêu thương người khác thì chịu khó nói chậm lại cho họ nghe. Yêu thương người khác thì chịu khó nghe cho họ nói. Hai cái đều thể hiện tình yêu thương. Nói sao cho người ta muốn nghe, nghe sao cho người ta muốn nói. Anh chị em lặp lại giùm tôi, cầm cái quạt này quan trọng. Đây là cách mà thể hiện tình yêu thương. Nói các con hãy yêu thương nhau, chung chung chả có ai chịu làm gì hết. Đây là cách thể hiện tình yêu thương. Nói sao cho người ta muốn nghe. Quạt sang bên bên phải. Nói chứ gì đó quạt. Bạn cứ quạt cho mình suốt. Cầm yên. Lúc nào cứ lo cho bản thân mình. Cái bà kia nữa cứ lo cho bản thân mình không ạ. Cầm yên. Nào, nói sao cho người ta muốn nghe. Quạt sang bên phải. Nói sao cho người ta muốn nghe. Vừa làm vừa nói. Tại sao mình không chịu lời nói, phải đối với việc làm. Nói sao cho người ta muốn nghe. Nói to nữa lên. Nói sao cho người ta muốn nghe. Rồi quạt sang bên trái, nghe sao cho người ta muốn nói. Nghe sao cho người ta muốn nói. Nói sao cho người ta muốn nghe. Tôi hỏi anh chị em, tôi đang giảng, dưới này hai bà này nói chuyện với nhau, dưới này ba bà nói chuyện với nhau, còn muốn nói nữa không? Còn muốn nói nữa không? Không. Nhìn xuống mà thấy anh chị em cứ há hốc miệng được nghe. Lúc đó mới có hứng mà nói chứ. Mà đó là thể hiện tình bác ái đó. Đó là thể hiện yêu thương với người nói. Còn người ta nói, còn dưới thì cứ hai đứa nói chuyện với nhau, ba bà sầm xì với nhau, hai ông người lẩm bẩm với nhau, còn ai mà muốn nói nữa. Cho nên nghe sao cho người ta rồi bây giờ phải. Nhưng mà người ta nghe rồi mình nói thì phải nói như thế nào chứ. Nói cái ảo ào, nói nhanh quá người ta chẳng nghe được cái gì cả. Cái người ta cần nghe thì mình không nói, mà cứ nói cái người ta không muốn nghe thì làm sao người ta nghe. Cho nên là nói sao cho người ta nghe. Người ta muốn nghe cái gì thì mình nói cái đó. Đấy là thể hiện dưới ân của Chúa, là các con hãy
và hãy quên rồi. Đó là thể hiện dưới ơn của Chúa, là các con hãy mạnh lên, to lên, dứt khoát. Các con hãy tại sao mình cứ phải nói ba lần thì mới làm? Rồi con nói lại, tên con là gì? Dạ con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa, con ở giáo họ Bến Đông, giáo xứ Nội Bài, giáo phận Bắc Linh ạ, con ngoài Hà Nội ạ. Dạ thưa cha, hôm nay con lên con làm chứng cho dì con là Maria Nguyễn Thị Xuân. Dạ con thưa cha, dì con bị ung thư tử cung ạ, đã đến giai đoạn 2. Thì con đã phải đi trị xạ, mọi người rất yếu đuối, mệt mỏi. Thì trong dì con đã được ơn Chúa và dì con đã làm hạt ở lòng Chúa thương xót. Và dì con đi vào chỗ đền thờ Chúa thương xót, chỗ cha để xin khấn. Và dì con đã khỏe lại. Dì con đã khỏe lại rồi. Và sau một thời gian sau thì dì con lại bị nhiễm trùng vết mổ. Sau một thời gian sau thì con lại bị nhiễm trùng vết mổ tiếp. Và sau đó thì con vào đây một tuần, thì con vừa mới vào xong ạ. Và thì bác đi khám, bác sĩ bảo là sau hẹn độ một tuần sau ra khám lại. Thì dì con mới đi vào đền phòng Chúa thương xót này. Và sau đấy thì con về và dì con đi khám lại. Thì hôm kia thì con về và dì con điện. Hôm nay thì con điện vào đây cho con là đi lên làm chứng cho Chúa là dì con đã bình an, vết mổ đấy của dì con đã khỏi và sức khỏe dì con đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi ạ. Hallelujah. Hallelujah. Rồi còn con làm sao mà con biết cái điểm thiên mừng hôm nay con đến đây để con làm chứng cho dì của con? Dạ con thưa cha là ở giáo họ của con ấy, các bà cũng hay đi vào giáo điểm thiên mừng này ạ. Đấy và về có một hôm con cũng không biết đến lòng Chúa thương xót. Và hôm đấy là con đi làm về, thì con vào nhà dì út con ý, lúc đấy là con được nghỉ làm sớm. Thì con vào thì dì con mới bảo là chờ dì để dì lần hạt đã, lần hạt 3 giờ chiều đấy ạ. Thì con cũng đi vào con ngồi, thì dì con mở, thế mày có lần hạt không? Thì dì con mở đài lên cho con nghe đấy. Thì lúc đấy con ngồi lần hạt cùng dì con luôn. Thì từ đấy trở đi là ngày nào con lần hạt bằng Chúa thương xót. Và con đi làm ngày thì con không có thời gian ấy, thì con cứ thời gian lúc nào con rỗi lúc nào con làm lúc đấy. Và nếu như tuần nào mà con làm đêm ý, thì con cũng tải bài giảng của cha về điện thoại mới lại kinh hướng dẫn lần hạt bằng Chúa thương xót. Và con đã nghe suốt đêm mới lại con lần hạt suốt đêm á. Hallelujah. Thưa chị em, đó thêm một người trẻ nữa để cho mọi người ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới thấy người trẻ ngày hôm nay họ vẫn còn khao khát Chúa, họ vẫn còn mong ước được đến với Chúa, còn lần Chúa mân côi, lần Chúa lòng thương xót đâu phải là chỉ có người già đâu. Con có biết con mặc cái áo có dòng chữ gì, con có biết không? Dạ, con không ạ. I am sure. I like you. I am sure. Tôi chắc chắn rằng I like you. I like you. Tôi thích bạn. Tôi chắc với bạn rằng tôi thích bạn. I like. Like là thích. Thưa anh chị em, phải đổi ra cái gì? I am sure. Không phải I like you mà I love you. Tôi yêu bạn chứ phải tôi thích bạn. Chúa nói với chúng ta rằng các con hãy yêu thương nhau, hay Chúa bảo là các con hãy thích nhau? Trả lời, yêu thương nhau hay là hãy thích nhau? Yêu thương nhau. Yêu thương nhau, tại vì thích là cái nó không nằm từ trong trái tim, mà thích nó chỉ ở trong cảm xúc, cảm giác. Tôi nhìn cái mắt của em, tôi thích mắt của em. Tôi nhìn tóc của em, tôi thích tóc của em. Mai mốt tóc của em nó không còn đen này nữa mà nó xoắn và nó cháy cắt lẹt, tôi còn thích không? Còn thích không? Không. Tôi nhìn con mặt của em da trắng như thế này, mai mốt em đi ra đồng màu cua bắt ốc nó đen xì xì, tôi còn thích không? Không. Đây là thích. Chúa không bảo chúng ta thích nhau. Cho nên có những người bị lầm lẫn là con không thích thằng này, cái chuyện không thích nó là chuyện bình thường. Chúa không bảo tôi thích cái thằng kia, nhưng mà Chúa bảo tôi phải yêu cái thằng đó.
tôi không thích nó, tôi có thể không nói chuyện với nó vì không hợp nhau, được không? Được không? Được. Nói chuyện với nhau cứ đụng là cãi nhau, thôi không thích thì đừng nói chuyện. Nhưng lòng của tôi có ghét nó không? Không. Lòng của tôi có yêu nó không? Có. Tôi yêu nó mà tôi không thích nó, được không? Được. Nhớ không? Cái thích nó chỉ là cảm xúc. Bạn thấy cái điện thoại, bạn thích điện thoại hay yêu điện thoại? Thích hay yêu? Có người biến cái điện thoại thành người yêu. Ôi điện thoại ơi cha ơi, con có mới có iPhone 10 cho nên con thích lắm. Đêm con không ôm nó con không ngủ được. Ngày nào con không sờ nó con không ngủ được. Ngày con không quẩy nó con không ăn được. Đó là thích hay yêu? Thích thôi. Tại vì mai mốt là iPhone 20, bạn còn thích iPhone 10 không? Vứt đi rồi. Thích chưa? Những cái mà ngày xưa iPhone 4, iPhone 5 tưởng là số 1 rồi. Có nhiều người thì xùi rớt một cái iPhone mà nó xót xa còn hơn là bố nó chết nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là mình chỉ thích thôi. Mai mốt có iPhone 6 là bỏ iPhone 5. Còn tình yêu là không giới hạn, không biên giới. Là mặc dù tóc cô có đen hay không đen, mặt cô có rỗ hay không có rỗ, môi con có trẻ hay không có trẻ, mà I'm sure I love you thì tôi vẫn chắc chắn rằng tôi yêu em. Là cái đó là tình yêu mà Chúa bảo chúng ta hãy yêu thương nhau là vậy. Dù họ tốt hay xấu, dù họ sang hay hèn, dù họ mập hay béo, dù họ cao hay thấp, ta vẫn yêu thương họ. Mặc dù anh, tôi hỏi anh, cô mập với cô gầy, anh thích ai? Anh thích ai? Anh thích cô mập. Anh thích cô mập nhưng mà anh yêu cô gầy được không? Được không? Được. Tôi thích cô mập mà tôi yêu cô gầy. Hai cái khác nhau. Tại vì có thể anh ta là đói ăn cho nên anh ta gầy còm, anh ta thích người mập. Nhưng mà anh ta thích cô gầy, anh ta lại động lòng với cô gầy. Được không? Được không? Cho nên yêu với thích khác nhau. I'm sure I love you, not I'm sure I like you. Ok. Rồi tôi chắc chắn rằng tôi yêu bạn. Chúa nói với chúng ta là tôi chắc chắn rằng tôi yêu bạn. Chứ Chúa không bắt chúng ta là phải thích nhau nha. Rồi ta tặng cho con, gửi cho dì con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tâm thư lòng nhân hậu, để con ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn trẻ ngày hôm nay nha. Chúa chúc lành cho con. Đây, cho cô này lên đây.